Rồi, chào mọi người nhé. Tôi lại tiếp tục lên cái lô Mai Chú Thủy. Đấy. Tôi có 5 cây. 5 cây. 1 triệu bao ship hợp lý mà. Cây này là cũng vật vã đấy. Mọi người thấy cây như này là cũng to à. Mà nuôi thời gian nó cũng lâu rồi. Đó, cây này là cái cốt cành là nó nuôi là về sau là nó cũng 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 được. Đó, bắp chân bắp tay nó vật vã. Đó, rẻ, tính là có 200 ngàn một cây, nuôi mấy năm trời. Cực kỳ rẻ luôn. Thì mọi người thấy hợp lý thì ủng hộ cho gia đình nhé. Đó, 1 triệu mà 5 cây bao ship. Đó, giá hợp lý. Đó, nặng, cái chất trồng này nó cũng nặng. Này, tôi đóng thùng ship nữa thì không còn bao nhiêu đâu mọi người. Tính ra hợp lý mà. Đó. Thì 5 cây này. 5 cây như này. Tôi bao ship cho mọi người 1 triệu. Đó. Tính là có 200 cây mà. Đó. Còn cái dòng to cao vật vã đây. 4 cây đây. 4 cây to hơn đây. Đây, to. To đây, 4 cây đây thì nó to hơn, thì là 1 triệu 2 bao ship đó, 4 cây vật vã to vật vã luôn đấy. Nói chung là mọi người cứ tìm hiểu thị trường, không có cái chỗ nào mà nó bán rẻ được như tôi được, tại nuôi một cái cây như này mà tính là có 200, trừ tiền ship bây giờ có 200 ngàn một cây, hơn 200 ngàn một cây thì nó lâu lắm. Đóng tiền thùng tiền ship đi à, mọi người thấy nó cũng hợp lý mà. Nuôi được một cái cây như này thì mọi người thấy nó cực kỳ là lâu. Chứ bây giờ thị trường đôi khi mọi người cũng muốn chơi cây, thì đến ai có xin một cây thì cái công đào, công ăn nhậu là tính toán, rồi là trồng không biết nó khỏe mạnh, thì chất trồng rồi để mua chậu mua giếc vào nó còn dư 200 nghìn cơ. Còn đây để về là mọi người chỉ cứ để về là nuôi nuôi cho nó to ra. To ra là vào chi vào tay mà giá hợp lý. Giá chân dài như này nó nuôi nó hiếm được cái bộ chân dài như này mà giá có 1 triệu 2 bao ship, tôi thấy cực kỳ là hợp lý cho mọi người. Thì mọi người có nhu cầu mua thì điện thoại tôi đóng thùng tôi gửi cho nhá. Đó, giá hợp lý. Đó, còn 5 cây này thì 1 triệu nó cũng không 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 thua mấy cái kia, nhưng mà tùy, 5 cây mà nó tận 5 cây cơ thì giá này là hợp lý, tại tôi bán thanh lý nên là nó phải theo đơn. Còn nếu mà mọi người mua một cây thì chọn thì một cây chắc nó tầm khoảng 300 nghìn như cái này. Đấy, nên này là tôi đóng thùng tôi gửi cho. Cũng hợp lý thôi. 300 nghìn một cây là hợp lý. Mọi người có gì thì cứ điện thoại. Giá hợp lý cho mọi người chơi. Về là mọi người cũng cứ để về trồng bình thường, tưới nước cho nó thôi. Nếu mà muốn cho nó nhanh nó mạnh ấy, thì mọi người hòa thêm ít thằng Atonic loãng nữa. Một gói Atonic nó bán 7.000, 8.000 gì đấy. Mọi người hòa ra 20 lít nước để tưới cho nó. Tưới vào thân, vào lá, vào gốc luôn cho nó. Thì nó nhanh phát. Giá chỉ có 1 triệu 5 cây bao ship. Còn cái dòng to hơn đây thì 1 triệu 2 4 cây bao ship. Mọi người muốn lấy cái lớp nào thì mọi người lấy. Đó, thì giá này là hợp lý cho mọi người chơi nhé. Đó, thì quý vị có nhu cầu mua thì cứ kết bạn Zalo hoặc là có số điện thoại tôi để trên trên màn hình đấy, thì mọi người cứ vậy là điện thoại thôi, giá nó hợp lý cho mọi người. Đó, về chơi như này, cây này nó cao tầm ngoài 40, cái này thì cao. Cái cây này cái chiều cao hay không là mình cũng không có quan trọng, bây giờ chủ yếu là cái dáng thế mình về mình nuôi thôi, chứ còn nuôi thì sau cái mình nuôi cái cành nó phát lên là tự nó cao, còn cái này nó ròng lòi lòng phôi rồi. Đấy, phôi rồi thì mọi người nuôi thì nó về sau nó cũng đẹp thôi. Đó. Những cây nuôi một thời gian thì cũng như cái cây tôi nuôi đây này, để tôi đi ra cho mọi người xem những cây nuôi nuôi thời gian thì nó cũng như này, này. Đây. Cũng như cái cây đây tôi nuôi này này. Đó, tôi vào chậu, khi về là vào chậu đây. Đấy, nó ra cốt cành là mọi người bẻ ra. Đó. Đây, cũng cây nó đây.
cốt cành như này đó, nuôi nó này, phía sau này nó mọc ra là mình vào dây, mình cứ đi cho nó hơi nắng chút đây, nuôi sau nó cốt cành như thế này là mọi người vào dây, dây là bẻ nó ra như thế đó, thì sau này nó mập cành mập cốt rồi bắt đầu mình lại làm lại tiếp. Đây, những cây cao đấy, chân dài đấy. Đó thì vào về mọi người mua cái chậu như này là để những cái chậu như này là ok vuông vuông rồi. Đó giá hợp lý, cái này về cứ nuôi, còn bây giờ ship hàng cái này thì nó nặng đó, tôi để đi vào trong đấy đấy, những cái cây mà nó nuôi này thì sau này nó lâu năm thì nó sẽ một vài tháng là nó sẽ như này đây đó, nuôi nó ra cốt cành thì mình để phải nuôi cây, chơi cây phải nuôi chứ, vì đã là phôi mà thì chơi cây là mình tự tay mình nuôi, mình mua về tự tay mình nuôi mình mới thấy nó hợp lý đó. Giá là hợp lý, yêu thương, bán cái này là ok, là bum bum đó, 1,2 triệu 4 cây bao ship, còn 5 cây này thì 1 triệu đó, 1 triệu về là mọi người nuôi đó, còn 4 cây ngoài này cũng 1 triệu luôn đây đó, thấy mọi người thấy hợp lý thì cứ điện thoại, số điện thoại thì đây tôi đây vẫn cứ để đây, mọi người có ghi lại cái số đây là 0911696579, đó là Zalo nhá, 0911696579 thì mọi người điện thoại cho tôi nhá. Đó, còn những cái dòng mini bonsai mini thì những cây thì tôi đang ươm như cái cây sam núi trái thì tôi đang mới vào chất trồng nên là tôi chưa có gửi cho nó khỏe mạnh, tôi sẽ quay lên những cái cây quái, cây đổ, cây bay thì nhiều rồi, trang sen hồng ngọc mai tôi đang ươm bên kia thì từ từ tôi sẽ lên clip sau. Nó tôi mới thay chất trồng nên là những cây mới thay chất trồng gửi đi sợ nó yếu nên là tôi chờ cho nó khỏe đã. Trang sen thì nó khỏe mạnh rồi, mọi người trang sen thì mọi người mua thì kết bạn Zalo, kết bạn Zalo tôi sẽ gửi trang sen thôi đó. Có còn hồng ngọc mai thì mọi người cứ chờ cho tôi đang vào tay tán rồi. Đây những cây tôi sắp đế tôi đang vào tay tán này cho nó khỏe mạnh rồi tôi sẽ quay lên cho mọi người xem những cây nào mọi người ưng ý, những cây lùn lực thì những cây phông cao là có hết cho mọi người chơi đó. Này là đang nuôi cho nó khỏe mạnh, nó tôi vào cốt cành tay tán tí tôi sẽ quay lên cho mọi người xem đó. Mọi người mua cây nào thì xào cái đấy đó, hàng hồng hồng mai thì khỏi phải suy nghĩ, nó nhiều mà đó, nó mấy lô nằm trong này cơ thì tôi đang nuôi, nuôi và nó khỏe mạnh thì tôi sẽ quay lên. Dưới linh sam me là tôi có, thì mọi người đăng ký thì tôi cho nó khỏe tí, tại mới thay chất trồng ấy. Là một với hai nữa cái cây ấy mà tôi bón phân là tôi chưa có đăng lên bán nên là mong mọi người thông cảm. Có những cây mấy người điện bảo là gửi cây đấy nhưng mà đôi khi là những cây tôi mới bón phân là tôi không có gửi đi đâu, gửi đi là về là nó yếu của mọi người đó. Đây, những cây chẳng hạn những cây me đây này tôi mới bón phân là cái lá nó xanh nên là tôi chờ cho nó già lá đi là một hai nữa nó hết chất phân ấy. Thì với đóng hàng gửi được chứ cây mà mới bón phân ấy, nhiều người mọi người không biết ấy, mua bón phân không về là thay chất trồng cái là nó đem nó ngoẻo đi. Đây những cây này mới bón phân này, nhìn cái lá nó bóng như này đấy. Nên là tôi không có bán những cái cây mà mới bón phân là tôi không có bán, hoặc là cây mới thay chất trồng, những cái cây mới thay chất trồng đây là tôi không có bán.
Nếu mà bán ấy thì về là mọi người yếu cây đi, là không may nó mẻo đi là nhiều khi là tình cảm anh em mình nó nhạt đi. Đấy, nên là cứ từ từ. Còn những cái cây nào tôi vô bầu mà nó mọc rễ, chẳng hạn như những cái cây tôi quay đây thì tôi đã nó vào bầu nó mọc ra, tôi chưa có bón phân gì đó thì nó khỏe mạnh như này rồi tôi sẽ quay lên tôi bán. Còn nếu mà nó ra tay tán nữa thì nó phải nhích lên một tí tiền, là cái đấy là đúng thôi, tại cái công nuôi lâu là một hai nữa mà. Càng nuôi tôi thay chất trồng thì cái chậu nó to lên thì nó nặng lên thì tôi tính thêm lên. Đấy. Rồi, giá là hợp lý. Còn sam hương với sam núi trái mấy cái cây mấy chục ngàn này thì mọi người cứ kết bạn Zalo rồi tôi sẽ gửi hàng cho xem giá hợp lý những cái dòng sam núi sam hương. Rồi thôi, cũng thời gian nó cũng dài thì mọi người nhớ đăng ký để theo dõi video tiếp theo. Chân thành cảm ơn mọi người nhá. Hẹn mọi người clip sau nhá. Rồi mọi người thấy hợp lý thì chia sẻ cho gia đình và những người thân bạn bè, ai có nhu cầu mua thì ủng hộ cho tôi nhé. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người nhé. Hẹn mọi người clip sau.